Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 28 tháng 8, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn huyện Gia Viễn và Hoa Lư. Cùng đi có lãnh đạo huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa, cụ Hà Đình Thải, xóm 5, xã Gia Sinh, cụ Ngô Văn Đề ở xóm 3, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn và lão thành cách mạng Nguyễn Thị Bé ở thôn Thanh Hạ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư. Hiện nay dù tuổi đã cao nhưng các cụ vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn, sống an vui trong sự chăm sóc chu đáo của con cháu chắt. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các cụ và gia đình, trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các cụ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kính chúc các cụ sức khỏe, trường thọ, luôn là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu chắt phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, nỗ lực học tập, công tác tốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần thường xuyên quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để cùng chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.